Ngày 26 tháng 12, có 15.218 ca COVID-19. Hà Nội 8 ngày liên tục có số mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.910 ca. Bản tin dịch COVID-19 ngày 26 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 15.218 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh. Thành phố, Hà Nội 8 ngày liên tục có số mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.910 ca. Trong ngày có hơn 18.500 bệnh nhân khỏi, 207 ca tử vong. Thông tin ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 12 đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước, giảm 377 ca so với ngày trước đó, tại 62 tỉnh. Thành phố có 9.635 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 1910, Tây Ninh 928, Vĩnh Long 889,

Hưng Yên 238, Kiên Giang 230, Bình Dương 230, Đồng Nai 206, Bình Thuận 164, Nghệ An 159, Bà Rịa Vũng Tàu 155, Con Tum 137, Quảng Nam 137, Tiền Giang 129, Quảng Ngãi 126, Hà Giang 120, Quảng Ninh 120, Đà Nẵng 116, Gia Lai 113, Hải Dương 108, Vĩnh Phúc 104, Nam Định 96. Đắk Nông 79, Hà Nam 79, Long An 68, Quảng Bình 66, Thái Bình 57, Phú Thọ 52, Hậu Giang 42, Bình Phước 40, Bắc Giang 40, Ninh Thuận 39, Lạng Sơn 35, Quảng Trị 35, Thái Nguyên 27, Hòa Bình 26, Cao Bằng 24, Sơn La 19, Hà Tĩnh 15, Yên Bái 15, Lai Châu 8, Lào Cai 7, Tuyên Quang 6, Điện Biên 4, Bắc Cạn 3, Phú Yên 2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, thành phố Hồ Chí Minh, âm 341, Cà Mau, âm 256, Tiền Giang, âm 197. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Bình Định, cộng 413, Đắk Lắk, cộng 270, Bến Tre, cộng 227. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 15.865 ca trên ngày. Biểu đồ số ca mắc COVID-19 của cả nước đến ngày 26 tháng 12, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.651.673 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 16.749 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.646.033 ca. Trong đó có 1.245.423 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có một tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bắt cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 500.057, Bình Dương 290.163, Đồng Nai 96.827, Tây Ninh 70.594, Long An 40.083. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18.556 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 1.248.240 ca. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.582 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 5.382 ca. Thở oxy dòng cao hát FNC 1.178 ca. Thở máy không xâm lấn 141 ca. Thở máy xâm lấn 862 ca. E.C.M. 19 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 ghi nhận 207 ca tử vong tại tại thành phố Hồ Chí Minh, 36 trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang 1, Bến Tre 1, Tây Ninh 1, Đồng Nai 1. Tại các tỉnh, thành phố khác, An Giang 24, Tiền Giang 16, Tây Ninh 15, Đồng Nai 15, Vĩnh Long 13, Đồng Tháp 12, Kiên Giang 12, Bình Dương 9, Sóc Trăng 8, Bến Tre 7, Cà Mau 7, Cần Thơ 6, Trà Vinh 5, Bình Định 4, Bình Thuận 4, Hà Nội 3, Long An 3, Khánh Hòa 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Lạng Sơn 1, Quảng Ngãi 1, Phú Yên 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 235 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.214 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 27 trên 234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á xếp thứ 6 ASEAN. Tình hình xét nghiệm. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 123.530 mẫu xét nghiệm cho 172.359 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 29.793.114 mẫu cho 73.996.693 lượt người. Số ca mắc Covid-19 trên thế giới, cả thế giới có 279.887.795 ca nhiễm, trong đó 250.157.117 khỏi bệnh, 5.414.788 tử vong và 24.315.890

Philippines tăng 433 ca, Campuchia tăng 4 ca. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Trong ngày 25 tháng 12 có 1.067.112 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là 145.595.435 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 77.074.627 liều, tiêm mũi 2 là 65.951.068 liều. Tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 2.569.740 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày. Bộ Y tế tổ chức triển khai công điện 1815 ngày 26 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền, thái bình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!